Giờ này diễn xuất em nâng cao quá. Anh ơi, hoa mắt hả? Ờ, sao mà cái câu nó lùng bùng quá. Rồi, không sao đâu. 500, 200, 150, 20, 10. 15 ngàn đâu anh? Ủa, đâu có tờ 15 ngàn. Ác dễ sợ. Colos DHA cộng, thông minh sáng trí, đề kháng khỏe. Bây giờ đáp án của anh là gì? Bà hai bao nhiêu đi, hỏi bà đi. Ok, chính xác ạ. À? Ủa, cái gì vậy ta? Ủa, lên chưa? Trả lời đúng mà mình rất là mệt, hiểu không? Mình cảm thấy rất là... Ba từ, đựng nước. Đựng nước. Vãng phi từ nước rồi. À, rồi. Hai từ, lạnh. 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 Á lực. Phạm Quy. Sao thì tôi bị lẹo rồi. Ngay bây giờ, cô Hòa sẽ giới thiệu đến các con ông nội ST và ông ngoại Trương Thế Vi. Yeah, ôi trời ơi. Wow. À, thôi được rồi, âm nhạc là ta đi ạ. Ta đi ạ, sao lại có thể loại âm nhạc của hai ông nội và ông ngoại lại có thể loại nhí nhảnh con cá cảnh như thế ạ? Xin mời đội trưởng Trương Thế Vinh vào ạ. Yeah. Mời anh lên, anh đoán anh ST được bao nhiêu câu anh ơi? ST được bao nhiêu câu? Anh đoán đi. Anh nhìn thấy em hả, buồn ngồi ở đây là biết rồi. Được 9 câu chú ạ. Giờ này diễn xuất em nâng cao quá. 9 câu nè. 9 câu đó anh. Em đổ mồ hôi luôn á trời ơi. Khó lắm đâu anh ơi. Nhiều khi nó không có vô cái thế của mình là mình rớt à. Dạ vâng. Thôi kệ. Thôi kệ anh ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi của đội trưởng Trương Thế Vinh nhé. Câu đầu tiên ạ. Câu này là câu đố mẹo. Người ta hay nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vậy bạn phải cười bao nhiêu lần để có 100 thang thuốc bổ? Cười cách nào cũng không được 100 hết trơn á. Mỗi lần được 10 thôi. Tức là đáp án của anh là một lần cười là 10 thôi đúng không? À. Chưa chính xác. Mình phải cười ha 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 đủ 10 tiếng hả? Cũng không phải. Thực ra là cái này anh chỉ cần đi mua thôi thì anh sẽ có 100 thang thuốc bổ. Lan hồ điệp, lan và điệp, lan sò, phi điệp, cụm từ nào là tên của một loài hoa? Anh không biết. Đáp án của anh là gì ạ? Lan hồ điệp. Chưa chính xác. Em cũng biết luôn. Tiếp ạ. Ngày mùng 1 tháng 2 là ngày bé Bi được sinh ra đời. Vậy ngày mùng 1 tháng 3 cùng năm đó thì là ngày gì ạ? Mùng 1 tháng 3 năm sau đúng không? Năm đó. Năm đó thì là đầy tháng. Dạ vâng, chính xác. Yeah. Lỡ rồi. Dạ tiếp ạ. Hôm nay gió to, ngoài đường bụi bay mù mịt. Nhưng tại sao chị Hà chạy xe lại không bị dính bụi? Tại vì chị Hà đi ô tô. Dạ vâng, chính xác. Cái câu này nó hơi chúc chắc anh nha. Ok. Bảo Ngọc ra sân học, bỗng bạn Ngọc thấy bạn Lộc đang mặc chiếc áo kẻ sọc, phối hợp cùng quần cộc đi mua bánh bột lọc. Bạn Bảo Ngọc gọi Lộc, Lộc chạy hồng hộc đến mời Ngọc bánh bột lọc. Hỏi câu trên có điểm nào không hợp lý? Ok. À là đang đi mua chưa mua được, cho nên là không có bánh để mà mời. Ok. Đúng chính không? Xác. Vậy trong câu trên có tất cả bao nhiêu bạn ạ? Có 3 bạn. Ai ạ? Bạn Bảo Ngọc, bạn Ngọc và dạ. Bạn Lộc. Dạ vâng, chính xác. Tiếp ạ. Nhà chú Ba 7 đời bán bánh bao, bán đến đời của chú thì lại bán sang bánh bèo và bánh bột lọc đồng giá là 4 cái 70 ngàn. Chú Ba bề bộn buôn bán 30 năm nay, chú không bỏ bê ngày nào. Hỏi chú Ba bán mỗi cái bánh đó là giá bao nhiêu tiền? Mỗi cái là 17.500. Dạ vâng, chính xác. À,
đó. Ờ, nhưng mà cái câu nó lùng bùng quá. Rồi không sao đâu. Dạ vâng, tiếp ạ. Bạn mua một món hàng bằng giá tờ tiền có mệnh giá lớn thứ 3 ở Việt Nam. Bạn trả bằng tờ tiền có mệnh giá lớn nhất. Cô bán hàng thối nhầm cho bạn hai tờ có mệnh giá lần lượt là lớn thứ 2 và lớn thứ 8. Hỏi cô ấy phải thối thêm cho bạn bao nhiêu tiền? 500, 200, 150, 20, 10. 15 ngàn đâu anh? Ủa đâu có tờ 15 ngàn? Ác dễ sợ. 10, 5 ngàn và 2 ngàn là cô thối một tờ 200 và một tờ 2 ngàn. Sao cô thối xa vậy? Nhất cái đầu à. Thì bây giờ cô phải thối thêm 198 ngàn nữa. Chính xác. Đúng rồi. Ôi, mới lần thứ sao mà nó mệt vậy luôn á hả? Thực sự là trở thành ông ngoại sau hôm này đấy ạ. À, lú luôn á trời. Tiếp ạ, ba bạn Lan, Mai và Hà rủ nhau đi hái hoa bắt bướm. Lan và Mai hái được 68 bông hoa, riêng Hà thì hái được 33 bông hoa. Thì bây giờ hỏi bạn Lan hái được bao nhiêu bông hoa? Nếu mà chia đều ra thì là 34 bông. Nhưng mà nếu mắc mớ gì chia đều đúng không? Có một cô nhẫn nhơ thì sao? Có một cô lo bắt bướm thì sao? Vậy thì bây giờ là đáp án như thế nào ạ? Theo anh, bạn Lan sẽ được 35 bông. Tại vì tên bạn là một cái bông rồi. Anh đang cố tình cho nó phức tạp hơn. Chứ bây giờ anh không có cái cơ sở nào để mà anh phân tích cái câu này cả. Có. Để sáng trí và thông minh hơn, để kháng khỏe, anh hãy uống DHA Plus ạ. Anh, thì bây giờ nhất thiết là phải chia ra à? Thì mình không tính chung được à? Bây giờ đáp án của anh là gì? Bà hai bao nhiêu đi hỏi bà đi. Ok, chính xác ạ. Ủa, cái gì vậy ta? Ủa, lên chưa? Trả lời đúng mà mình rất là mệt, hiểu không? Mình cảm thấy rất là... Chúng ta cũng có thể nói là hái được 68 ạ. Tại vì cái kết quả đấy là của Trung. Của Trung, dạ. Dạ vâng. Loài cây nào có cả bà và ông? Cây gậy. Ông bà đều phải chống gậy hết. Đây không phải là một cái câu đố mẹo hay chơi chữ gì hết nha. Cây vạn thọ, ông bà phải thọ mới lên trước ông bà được. Nó liên quan trong cái tên luôn anh. Có cái chữ ông và chữ bà trong mấy cây luôn. Em nghĩ 3 ngày luôn. Đầu ông và đầu bà đúng không? À, chính xác. Và hết giờ. Xin mời anh xuống đây ạ. 8 câu chính xác liên tiếp. Một từ hình tròn. Đĩa. Chặt tròn. Dao. Hình tròn. Dày. Chặt thịt trên đó. Chặt trên đó nha con. Rồi cho qua. Một từ cắt. Kéo. Chính xác. Đúng rồi. Ba từ đựng nước. Đựng nước. Vãng phi từ nước rồi. À, rồi. Hai từ lạnh. 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 Á lực. Phạm Quy. Sao thì tôi bị liệu rồi. Rồi, ba từ làm nóng. Làm phi sóng. Chính xác. Hay quá. Hai từ làm cháy khét. La được. La được. Chính xác rồi. Quá dễ. Một từ trên bàn mỗi người một cái đựng cơm. Cái bát ạ. Bé hơn cái bát. Chén. Chính xác. Chính xác con. Ba từ. Ăn xong, ăn xong. Dùng để rửa cái hồi nãy. À, Phạm Quy. À, chết rồi, cho mình được rồi. Hai từ dùng để nêm mắm muối đường gọi chung là gì? Hay quá con. Cái chỗ mà để mình ngồi chung với nhau để đựng đồ ăn luôn. Phạm Quy từ ăn. Ờ, à, có chữ ăn nữa trời. Rồi, hai từ dùng để đeo vô chống dơ áo quần khi nấu ăn. Cái gì á mà để đeo vô để chống dơ áo quần mà mẹ con hay đeo á. Thôi cho qua đi. Cái gì dùng để đánh răng? Răng chảy. Chính xác. Cho qua. Rồi, bốn từ
bỏ trái cây vô. Ba sinh tố. Chính xác. Ba từ dùng để làm sạch khi đồ ăn dính vào. Bông chuối ba bỏ biển ạ. Bỏ qua. Rồi cái này bỏ gạo vô, đổ nước vô, nhấn nút 15 phút sau có cái nồi cơm. Nồi cơm. Ba từ, ba từ. Nồi nồi cơm viên ạ. Chính xác. Rồi bỏ tỏi giả. Đồ nghiệp. Gì mà bỏ vô giả? Ra cái hết thời gian. Tám câu trả lời chính xác, xin được chúc mừng đội của chú Trương Thế Vinh. Nhanh nhẹn chất ý mùa 4 2022 trên kênh HTV2 V Channel lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần.